Eva, xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hôm nay là mùng 6 tháng 1 năm 2024. Thì nó là đầu năm. Thì mới cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình. Các bác, một năm mới, nhiều sức khỏe, nhiều thành công, gia đình an khang thịnh vượng. Thì lại tiếp tục nhà em mùng 6 Tết. Em lại lại ra những sản phẩm để cho anh em đi trải nghiệm và đi với cái niềm đam mê của anh em. Thì nhà em lại ra loại lưới nhá, làm những lưới, những bộ lưới coi như dành riêng để cho anh em đi đánh chim. Thì bên nhà em thì có rất nhiều loại lưới để bẫy chim, từ loại bẫy chim chim di, chim sẻ, cho đến trà màu, chích chòe, cu gáy, rồi các loại lưới chim ngày, chim đêm. Thì hiện tại thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác là nói với cái loại lưới úp dành riêng cho anh em thôi. Đây, anh em nào thì hiện tại thì nhà em thì nó có đầy đủ kích cỡ từ mắt mắt 3 phân với mắt 2 phân rưỡi này, đối với lưới dù nha các bác nhá, là mắt 2 phân 8, 3 phân và đến 3 phân rưỡi, 5 phân, 6 phân, 7 phân, 8 phân, 9 phân. Đấy là đối với lưới dù đây các bác ạ. Vì sợi của nó thì có đấy, sợi 2 này, sợi 2, sợi 3 và sợi 4 và sợi 6. Đấy. Hiện tại thì nhà em thì đây. Em làm thì những bộ lưới coi như là hoàn chỉnh về chỉ việc cho các anh em là đi buộc vào sào là đi đánh thôi. Thì hiện tại nhà em nhé, đã làm sẵn rồi, nhuộm sẵn lò rồi. Đấy, mà đây cái dây dây giường của nó đấy, dây giường là giường không không giãn luôn nha các bác nhé. Dòng này là dòng không giãn luôn. Đây, mà cái dây giường em nhuộm đồng màu với nơi màu lưới luôn của cho các bác luôn. Hàng là hàng của em nhé, hàng nhà em là có loại hàng lưới này, lưới dù này, dù của Thái nhá, đảm bảo cho các bác không se mắt luôn, đánh vô tư thoải mái, không se mắt, nhuộm màu, thế nhuộm màu ok đồng mấy màu của ngoài ngoài ruộng nhá. Mà em sẽ phối màu đấy, phối màu em thật sự em đi đánh chim rồi cũng lâu năm rồi, những video em cũng quay lên cho các bác đều xem rồi, đều biết rồi. Thì em bao giờ em nhuộm cái màu lưới là màu ẩn với màu màu lưới của đất. Bởi vì có những cái màu ấy em đã dùng đủ các loại màu rồi. Thì riêng chỉ có những cái màu em làm ấy, bao giờ thì nó sẽ ra nó ẩn ở ngoài, và khi trải ra ngoài ruộng hay là ngoài bãi, đất bãi đấy, kể cả trên bãi cỏ, thế là nó sẽ ẩn màu luôn. Cho nên các bác cứ an tâm về cái việc coi như màu lưới em sẽ phối màu là ok, bởi vì em chuyên em đánh chuyên nghiệp rồi, cho nên em thừa hiểu đâu là cái màu nào để màu nó ẩn với màu của đất thôi. Cho nên là anh em cần có loại lưới nào, nhà em thì đầy đủ kích cỡ nhá, từ dài 3 mét này, cao 80 phân, dài 2 mét, dài 2 mét, cao 80 hoặc 1 mét, hoặc đánh lưới xếp nhá. Đấy là đối với lưới chim sẻ và chim di, đánh hoặc là chim cu gáy đều được. Còn với chim gáy, anh em nào cần đánh dài này, dài 5 mét, 4 mét, rồi đi 6 mét, 7 mét, 8 mét, 9 mét, 10 mét, 12 mét, hoặc 12, 13, 20, em đều làm hết nhá. Anh em, nhiều anh em đặt của em là dài 20 mét, em làm cho 20 mét, 15 mét, cũng làm 15 mét, các bác nhá. Đấy. Với nhà em thì nói chung là làm đầy đủ tất cả luôn theo yêu cầu của anh em. Anh em nào cần loại nào em sẽ cung cấp cho anh em loại đấy. Ví dụ loại đến mùa nhà em sẽ làm cả đầy đủ. Hiện tại thì đến bây giờ nhà em thì làm đầy đủ luôn cả gọng sào luôn cho anh em. Anh em về chỉ việc chơi thôi. Đấy, coi đầy đủ trọn bộ cho anh em chỉ về chỉ việc chơi. Đấy, anh em nào cứ cần thì loại nào ok thì em sẽ cung cấp hết. Đây, lưới nhà em đây, đây là phôi lưới nhà em nhé. Tất cả cái phôi lưới đây, nhà em đây thì nó là hàng này, hàng tất cả đủ các loại kích cỡ về mắt. Đấy các bác ạ, đủ kích cỡ về mắt luôn. Lưới nhà em nhé, là đây. Tự mình coi lấy hàng toàn tại tổ luôn.
mà xong là tự làm đấy, tự sản xuất đấy. Đấy cho nên là anh em cần cái loại nào là đối với nhà em sẽ làm hết cho anh em luôn. Còn lưới thường thường em đây, em làm hết cho anh em rồi, là như này. Đấy nhuộm sẵn màu như này. Còn lưới của em thì rất là nhiều luôn. Em đang nghỉ Tết vừa rồi em coi để gọn hết vào trong này rồi. Chứ còn lưới của em thì nhà em rất là nhiều luôn. Đấy, lưới cò, lưới vạc nhá. Đây là lưới này để dành riêng anh em đánh chim, gọi là cu, gáy hoặc trà màu, chích chòe. Còn cò vạc thì em sẽ giới thiệu sau. Còn khi anh em nào cần loại gì thì em sẽ cung cấp cho các bác loại đấy. Còn hôm nay em sẽ giới thiệu đối với cái loại dù thôi. Thì mùng 6 nhà em bắt đầu mới mở hàng, gọi cho anh em để cung cấp hàng cho anh em để đi trải nghiệm. Anh em cần loại nào nhá thì em sẽ cung cấp hết loại đấy. Nhà em bán chỉ và bán lẻ nha các bác nhá. Em các bác nào hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho em nhá, thì sẽ được xem những cái video của em thường đi đánh chim đấy. Em chào toàn thể các bác và hẹn các bác video tiếp theo ạ.